Chào mọi người quay trở lại với kênh của nhà Thúy và Yuri Cuộc sống Bắc Âu. Bây giờ là Yuri mới đi làm về và bọn mình có kế hoạch sẽ cùng nhau đạp xe rong ruổi quanh khu có suối, có cánh đồng hoa, các thứ để đi picnic. Và cũng là lần đầu tiên cho em Bon được ngồi trên xe đạp và đi chơi, tại vì năm ngoái em Bon còn bé xíu. Mọi người cùng theo chân gia đình mình để đi ngắm cảnh nhé. Cho mẹ xem nè. Wow. Sẵn sàng chưa? Em Bon sẵn sàng chưa? Đi ta, được đi chơi hả? Hôm nay em được đi xe đạp hả? Cả nhà chuẩn bị đi picnic. Đi ra suối ngồi. Ơi, ai đi đây? Họ nhặt đá đi. Chuẩn bị lên xe đi chơi nha. He for Tom. Lần đầu được ngồi xe đạp đi chơi nè. Fish. Yeah. Sẵn sàng chưa? Ai đi đây, mẹ đây. Đã nịp chân lại đường hoàng rồi nè, thắt dây an toàn rồi, ghế tựa mềm lắm. Có mũ bảo hiểm cho em Bon nữa. Sẵn sàng để đi chơi rồi. Mặt nó chán đời chưa? Chuẩn bị đi chơi mà buồn mày? Hả? Đi chơi. Chúng ta đi thôi. Bây giờ bọn mình bắt đầu đi nè mọi người. À, Yuri bắt mình phải đeo mũ bảo hiểm. Sợ. Yeah, high five đi thôi, đi đường. Đi waiting so long for this. Chơi, mình đi chơi nha. Chỗ này là đường hầm và chia nha mọi người. Kim sắc khác đúng không? Mọi người nghe cũng chính xác. Em mới ngủ dậy á, mình đến nơi rồi. Em Bon ngủ xe trước trên đường đi luôn á mọi người. Bây giờ bọn mình đến nơi rồi. Wow. Hả? Yeah. Cool. Ngầu. Can you say ngầu? Cool. Ngầu. Cool ngầu. Ngầu. Rồi hai cha con ngầu quá. Coi mẹ coi. Đây là cái nơi bọn mình picnic nè mọi người. Đấy. Trước kia là có bãi cát để chút nữa Bon có thể xuống chơi hoặc là mọi người có thể xuống tắm giống như là đi bãi biển vậy á. Yeah, đây là cỏ xanh. Mọi người thường đến đây nó giống như là cái công viên á. À, nhưng mà ở đây không được câu cá, không được dắt chó đến, không được đốt lửa. Mami,
của con đang đánh trận. Con bỏ vòi vào út đi. Con định đi đâu? Đi về thôi. Đi về thôi chứ. Thôi mấy chú chạy thể dục lên món này. Con rồi chạy theo. Ở đây có hai cái nhà để thay quần áo này mọi người. Chứ là để thay quần áo thôi. Và nhà này nhà công cộng. Bây giờ bọn mình phải đi về thôi. Tại vì bây giờ đã là 8 giờ hơn rồi. 8 giờ rồi. Bây giờ phải đi về thôi. Về nhà mất 30 phút nữa thôi con ngủ. Còn đây là cái nơi mà mọi người tắm này mọi người. Trời ơi, thật sự là cái nước màu rất là nâu luôn á. Màu rất là nâu nhưng mà rất là nhiều người xuống đây để tắm á. Tại vì nước sông bên này vậy á, không hiểu vì sao nó mùn nhiều quá. Về thôi, đổ mũ về về thôi con. Ok, còn mình đi về nhà đây. Đây là trang trại mọi người có thể thấy đất để trồng rau củ quả này mọi người. Chỗ này là đất của thành phố, mọi người có thể thuê hình như là một năm là 50 euro, tầm là 1 triệu. Thì mọi người có thể trồng tất cả các loại rau củ quả, cái cây dâu tây các thứ, rất là nhiều thứ luôn. Nhiều người nông dân cặp cụi. Anh ơi, bye coming. Rất nhiều năm, mình nhớ có một lần mình mua rau Việt Nam ở đây của một cô chú người Việt. Yeah, đi. Ở đây có cả dâu tây nữa. Bây giờ là cái đường bọn mình đi về. Bình nhiên quá luôn. Ơi ai đi đây? Con gọi mẹ. Chắc nhở? Nhà mà cạnh bờ suối như thế này quá tuyệt vời luôn. Mọi người thấy gì? Mọi người thấy suối á? It's nice here. Suối có đá. Giống suối đá Việt Nam quá. Có cầu cho mọi người tham quan nữa. Cái này là có một cái công viên. Cánh đồng này là mọi người thường trồng dâu ở phía kia thì mọi người. Nông trại dâu á. Cuối tháng 6 bọn mình thường đến đây hái dâu. Máy xí so small thế. Bon nhỏ bé xíu thì xong được không? Ừ.
này em đi xe đạp mà đúng không? Bố đi, đừng có đi, mẹ yêu lắm, mẹ không chờ lắm. Đi. Isimila lại Moki. Đẹp quá mọi người, thằng đồng. Có nhà lọt thòm giữa rừng kìa. Đây là đường dành cho xe đạp và đi bộ này mọi người. Hình như xe máy được, nói chung là xe hai bánh. Còn là đây là sân gôn ngoài trời. Mọi người hãy comment để nêu ý kiến cũng như là đóng góp hoặc là cho Thúy nhiều thêm thông tin về những mong muốn, những chủ đề về video tiếp theo để Thúy và Yuri có thể làm thêm nhiều video để gửi đến mọi người cùng xem nhé. Mọi người nhớ like, comment, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ gia đình của Thúy và Yuri nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người nhé. Ok, hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Bye cả nhà. Đi về. Đi về. Bye bye. Đi về. Đi đâu thế? Bye cả nhà.